Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì hôm nay Công Trần tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em trai cầm trên tay tấm hình về đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần để tìm kiếm vợ và người con của mình các bạn. Thì câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị của bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào em. Em có thể em nói rõ là hôm nay em đến đây để nhờ anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần tìm kiếm cái thông tin cụ thể vợ em như thế nào, em họ tên là gì? Dạ, em tên là Quỳnh Kim Phi, con nhà 12 tháng 5 1990. Em đang sinh sống tại Bầu Bàng các bạn. Bầu Bàng Bình Dương. Rồi. Em có thể nói rõ là cái tấm hình trên tay của em ấy là như thế nào, em có thể nêu rõ để cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ cái câu chuyện này. Hình ảnh trong đây là vợ của em và con em. Thì hôm nay anh muốn nhờ cái anh nhờ cộng đồng mạng đó, tìm giúp giùm em vợ em. Vợ em dặn em bỏ đi từ ngày 22 tháng 9 lúc 2 giờ chiều. Hôm giờ bỏ lại một mình con em mà không có ai lo hết. Em mong cộng đồng mạng hãy giúp đỡ giùm cho em. Có ai nhìn thấy vợ em, tìm vợ em hãy quay về. Tất cả một lỗi lầm gì vợ em đã làm ra đó, gia đình không có tính toán. Khi bản thân em chỉ cần vợ về với con em là được. Bao nhiêu cái lỗi lầm gì đó bỏ qua hết. Em không có tính toán gì hết mà chỉ mong là vợ nhớ tới cha tới má ở trong đó. Má nhớ má xót ruột lắm. Vợ đi đâu mất tích luôn mà vợ không có gọi về nhà để báo cho mọi người đã yên tâm. Vợ hãy về đi. Vợ chồng mình sống với nhau hôm nay 5 năm rồi. Mình cũng đăng ký kết hôn rõ ràng. Em đừng có một phút sai lầm nông nổi. Con ở nhà nó nửa đêm mà nó bỏ sữa luôn. Không ăn uống gì được hết. Nửa đêm đang ngủ. Giật mình dậy sống nhớ mẹ. Nên cũng quay về. Quay về vợ chồng mình lắm. Sống lại như lúc đầu, mình làm lại từ đầu thôi. Bao nhiêu cái chuyện quá khứ gì đó bỏ hết, không có suy nghĩ nữa. Dạ hãy về đi vợ. Anh với anh hai tìm em mấy ngày nữa rồi. Mà anh đi lang thang kìa chứ anh cũng không biết tìm em ở nơi nào. Nếu mà em có nghe được video này, xin em hãy gọi về cho ba với má. Em nói một câu để cho ba má yên tâm. Anh em lo lắng, em là con gái một thằng một mình đi ra ngoài đường, làm sao mà em sống được. Dễ bị người khác lừa gạt lắm. Nếu em nghĩ tới gia đình thương con thương anh đó, xin em hãy quay về. Anh thật lòng, anh chỉ muốn được sống cùng em thôi. Nhưng mà trên cuộc đời này mà không còn em thì anh cũng không bao giờ anh suy nghĩ tới một người khác. Vợ chồng sống với nhau mấy năm nay rồi, trong tâm anh em là một nửa của anh rồi, không bao giờ anh bỏ em được. Anh hãy quay về nhé. Rồi, em chào, em có thể chia sẻ rõ vợ của em là họ tên ngày tháng năm sinh nhở, sinh năm mấy? Dạ, vợ em tên là Phạm Thanh Kim Huệ, Rồi. sinh ngày 1 tháng 8 1997, Rồi. quê quán là ấp 5 Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương. Số điện thoại ai liên hệ được thì xin hãy điện cho số điện thoại của em 0983 526 817 và số 038 809 7636. Với mọi người đồng đồng mạng có gặp được vợ em, xin hãy làm chút báo tin dùm cho em để em biết vợ em về gia đình trong lắm. Em có thể nói rõ là trước khi mà vợ em bỏ đi ấy, thì vợ chồng ở nhà sống với nhau thì như làm sao, có chuyện gì xảy ra không? Dạ, trước khi vợ em đi á là có một cái cuộc cự cãi với em, do là bất đồng với nhau về những cái tin nhắn trên mạng. Em cũng có cãi với vợ em vài lời, sau đó vợ em dặn bỏ đi. Còn hai vợ chồng trước khi mà vợ bỏ đi, mất tích đến giờ phút này, trong những ngày vừa qua, thì vợ của em với em là hai người có xảy ra xích mích lớn tiếng đúng không? Em có đánh đập vợ không hay là như nào Dạ không, không? Không đúng không? em có gây gổ. Còn là có lớn tiếng và hai bên là có xích mích với nhau vì lý do như vậy mà vợ bỏ đi đến giờ phút này. Vợ bỏ đi là có đem theo những cái gì đi không em? Vợ em đi mang theo trong người một chứng minh nhân dân, một thẻ căn cước,
Dạ, bận một bộ đồ thôi, không có đem theo quần áo gì hết. Không đem điện thoại mà không đem quần áo, Dạ, không có không, xe, không đem điện thoại theo. không đem gì hết. Đó. Còn là ngoài giấy tờ tùy thân cho là không đem gì. Sau ngày hôm sau một ngày mà vợ em bỏ đi á, vợ em có nhắn tin bằng cái số điện thoại là 0877 329. Em xin lỗi, Rồi, em xin ok. lỗi mọi người, để em đặt lại số. Xin lỗi mọi người. Vợ em có dùng số là 0877 392 349. Là có nhắn tin cho em Dạ, vợ nhắn em có gắn tin nhắn thoại cho em, nhưng mà khi đang nhắn tới một cái tin quan trọng thì vợ em tắt máy luôn, là chặn cuộc gọi tới giờ luôn, là em không có nhắn vợ em em được đang nữa. em có nghi ngờ là vợ em vì lý do gì đó mà nhắn tin cho em và sau đó một cái câu chuyện gì có thể nó rất gấp rút đúng không, mà em đang muốn nghe thì vợ em lại không có trả lời nữa. Em đang nghi ngờ là vợ em á, là đang bị lừa, bị một người nào đó khống chế, nên là cái tin nhắn em nhắn về nội dung là má đang làm bệnh ở nhà. Vợ em á, nếu bình thường theo tính vợ em nghe như vậy là vợ em sẽ gọi về nhà liền, nhưng mà hôm nay á, không nghe vợ em gọi gì hết. Gia đình đang rất là lo lắng và suy nghĩ rất là nhiều điều. Gia đình rất là mong cộng đồng mạng hãy giúp đỡ cho. Mà đó, hôm nay em lên đây để nhờ anh Nguyễn Thế Nhải cũng như công trần để tìm kiếm cái thông tin vợ của anh của em. Thì em đi cùng với là đây anh hai vợ đúng không? Dạ, đây là anh ruột của vợ em. Anh ruột của vợ. Dạ. Rồi anh có thể anh trò chuyện với em xíu được ha. Chào em có thể em giới thiệu là em họ tên là gì được không? Dạ, em tên Phạm Thanh Tùng, Phạm Văn Tùng. Sơn Tùng. Em biết được cái thông tin mà hai vợ chồng của em gái của em và em rể của em thì xảy ra chuyện như thế nào cụ thể? Như thế nào em có thể nói rõ lên để cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ câu chuyện này, và cái thứ nhất cái thứ hai là em có thể em nhắn gửi lại cho em gái ruột của em để em gái ruột của em là biết được thông tin là em đang đi tìm và rất nhiều người thân trong gia đình hiện nay đang vô cùng lo lắng sức khỏe và cũng như là cái tình trạng hiện nay chưa biết là đi đâu như thế nào, thì có thể là nhắn gửi cho em gái em biết được cái thông tin để em gái em sớm phản hồi cho gia đình đó. Rồi em nói đi. Cũng mong là em của em về sớm. Má thì ở nhà cũng bệnh, thì em cũng mong cộng đồng mạng giúp đỡ cho em của em được về. Em còn điều gì muốn chia sẻ với em gái của em không? Em má thì bây giờ em cũng mong em của em về lo cho con của em. Rồi, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Hy vọng ở trong thời gian tới thì em gái của em cũng như là vợ của em trai này sớm báo tin cho gia đình để cho gia đình biết được cái thông tin để còn yên tâm. Cái thứ nhất, cái thứ hai cũng quay trở về để cùng vợ chồng cùng nhau nuôi dạy một người con của mình. Em được mấy người con rồi? Dạ, em một người. Không, được một người, một bé trai. Bé trai năm nay Bé trai 5 tuổi. 5 tuổi ha. Hiện nay thì gia đình mình phải là vô cùng lo lắng, nhất là sợ là tính mạng của em gái cũng như của vợ của em không được an toàn đúng không ạ, vì lý do là một phút hơi nông nổi mà bỏ nhà đi mà sợ bị những người người ta có thể là người ta không có tốt đó, người ta có thể dụ dỗ có thể bán hoặc mua chuộc nhiều cách khác nhau, nhiều hình thức, bởi vì hiện nay thì rất nhiều các thông tin được chia sẻ trên Facebook, trên YouTube, ở trên các trang mạng nền tảng xã hội, rất nhiều người cũng vì lý do là buồn chuyện gia đình, vì lý do như vậy cho nên là cũng bỏ nhà đi và bị một chỗ số đối tượng xấu lợi dụng mua bán sang Campuchia hoặc là sang vào các quán cà phê hoặc có thể sang Trung Quốc nữa. Vì vậy cho nên là nhiều người phải nói là rơi vào cái tình cảnh vô cùng khó khăn. Hy vọng là cái câu chuyện này nó không nằm trong cái trường hợp gia đình nhà mình em nhé. Em còn điều nào muốn chia sẻ với vợ của em để vợ em biết được bản thân gia đình hiện nay rất vô cùng hoang mang, kể cả bản thân của mẹ ruột của em cũng như mẹ vợ hiện nay cũng nghe được thông tin mà con gái bỏ đi như vậy,
hiện nay vô cùng sức khỏe vô cùng cũng yếu. Hy vọng là nhắn gửi, em có nhắn gửi điều gì cho vợ của em không? Anh xin nhắn gửi với em, bây giờ anh chỉ cần có một mình em con thôi, chỉ cần á, em quay về là hai vợ chồng mình sống như từ lúc đầu, mình bắt lại là từ đầu đi, hãy quay về nghĩ tới cha tới mẹ. Má ở trong đó, má cũng bệnh lên mình xuống, má không có ăn cơm được. Em nhìn được cái video này, xin em hãy mau chóng gọi về cho ba đi, để cho bà với má đỡ đỡ lo lắng cho em. Mấy ngày nay mọi người cả bên anh bên em, cha mẹ hai bên không có ai mà ngủ, không có ai mà ăn được hết. Nhớ em, mình vì phút nông nổi mà để sau này em phải về đi em, làm lại từ đầu, mau chóng về. Gọi là hiện nay thì vợ không may là đã bỏ đi rồi. Bây giờ toàn thể gia đình cũng hy vọng rất nhiều về vợ của em sớm suy nghĩ lại để quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, cùng nuôi dạy con cái. Hy vọng trong thời gian tới thì gia đình tiếp tục cuộc sống đời thường như trước đây. Hy vọng không có xảy ra những cái chuyện gọi là tranh cãi là không đáng có như thế này nữa, phải không em? Em muốn trở lại được cuộc sống như xưa, như lúc đầu hai vợ chồng em mới quen nhau. Em muốn được cuộc sống hạnh phúc như vậy. Em muốn mọi chuyện coi như là chưa có gì xảy ra. Chỉ cần bây giờ vợ em đồng ý về là được. Tất cả mọi chuyện bên ba, bên mẹ, hai bên nội ngoại không có ai nhắc tới cái chuyện này nữa. Dạ, kính thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì đây một cái câu chuyện về một em trai lên đây cùng với người anh vợ của mình tìm kiếm người vợ của mình và cầu cứu như sau. Nội dung là video này thì em trai này xin thông tin là có thể là đi theo một người đàn ông khác. Vì vậy cho nên là công trần cùng với các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương tìm kiếm thông tin và được biết là người vợ của em trai này hiện nay đang sống với một người đàn ông khác ở tại Vĩnh Cửu ở Đồng Nai các bạn. Vì vậy cho nên là tất cả các anh em đã tiếp cận thông tin và lắm mắt được và đã tư vấn cho em trai là vì lý do là người vợ đã bỏ đi theo trai, và em trai là trong thời gian trước người vợ cũng đã từng bỏ đi theo trai người đàn ông khác. Vì vậy em trai đã buồn rầu vì quá thương yêu vợ con mình và đấy đá gạch đá và đập vào đầu, mục đích chính để tự sát các bạn. Vì vậy cho nên là rất may mắn đã được rất nhiều người đã cứu sống, và hiện nay thì công trần cùng với các anh em hiệp sĩ khác đã đưa em trai này đến để gặp được vợ rồi, và em trai này đã quyết định ly hôn các bạn. Câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.